quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở cái đường gì ở Thái Lan cũng không biết luôn. Ở Thái Lan họ đang có cảnh sát dẫn đoàn. Ở đây có các cái xe dạng như xe đây là dạng như xe túc túc rồi. Đường này là đường Bắc Nam Bắc Thái Gia, sau Bắc Thái Gia. À. Đây. Bây giờ là có cái chỗ nào ăn gần khu này nè? Khu này hồi nãy trước rồi. Nè, có cái sân ở đây là cái Che Phích. Ồ, bác kia chắc các bác sẽ kêu những cái người. Cái hẻm hồi nãy thương mình đi á, chở mình đi á, hẻm. Bây giờ đây chúng ta sẽ coi xem là món gì. Sushi ha. Và cái này là cái giờ tìm đồ ăn cả nhà ơi. Của Ấn Độ. Hải sản, hải sản thường quá. Đây ở bên Thái Lan thì họ lại đi theo cái hướng ngược chiều nên là Tuấn Dương thì cũng không có quen lắm. Nên là cũng hơi đây Thái Lan họ cũng chạy xe, họ leo lên lề á. Đây cái chiếc xe của mình này, họ cho mình mướn cái chiếc xe tay ga. Tuấn Dương thấy rằng là ở bên đây thì xe tay ga nó có vẻ như là nó khá là phổ thông. Đây kia cái xe kia họ chế dạng như là cái xe Sitter Car ở Việt Nam đó. Đó, họ chế như là chở nước nôi gì đó. Và bên kia thì các cái nhân viên họ đang dọn dẹp hình như để chuẩn bị bán buổi tối. Đường phố của Thái Lan thì Tuấn Dương nhận thấy khá là sạch sẽ. Nó không có bẩn như ở Sài Gòn. Xe máy đây, đa số họ xe của họ cũng giống như xe của Việt Nam mình á. Đây và nó cũng có cái cây bàng giống như Việt Nam này các bạn. Cây bàng mấy cái cây me, cây miếc gì đó. Nói chung là không khí, thời tiết và khí hậu ở đây thì không khác Việt Nam là mấy các bạn. Đây cũng có thấy có cái ông Tây này. Ông ấy đi cầm cái túi, không biết ông đi đâu. Ở Thái Lan thì hình như là họ không có bắt buộc đội nón bảo hiểm đó các bạn. Có người đội, người không. Đấy và chỉ có một điều là họ đi thì cái lề đường là bên trái nên là đầu tiên thì Tuấn Dương đi cũng chưa có quen lắm thôi các bạn. Và đây thì tour guide của chúng ta đang kiếm xem là sẽ ăn uống cái món gì. Đây chiếc xe PCX giống như Việt Nam này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đi á. Kia nó như là những các cái chiếc xe lam ở Việt Nam đó. Nhưng mà họ bên này xe rẻ nên là họ chạy dạng như là xe sao nhỉ, giống như xe buýt ấy. Kia Tuấn Dương gặp một cái xe họ cũng chế dạng như xe Sitter Car ba bánh, có một cái bánh phụ rồi kia họ gắn vào xe Honda để họ chở đi bán hàng đó các bạn. Thôi giờ chúng ta sẽ tạm end video ở đây để đi tiếp nhé. Ở đây có thấy một anh Tây xách cái túi này, nhìn mặt như là ông Tây này mới mất sổ gạo quá các bạn. Nhìn như là ông ấy mới mất sổ gạo. No, no delivery. No delivery. Ngon là gì? Delicious. Good food. Good food. Where good food? Over here. You know where? Okay. Thank you. Bye bye. Như vậy là một tiếng nữa thì mới bắt đầu đến cái giờ ăn á. Và
thánh ăn công sở của chúng ta thì sẽ phải từ từ mới lại. Tại vì biết sao không? Hai anh chị này ảnh hình như là du lịch á. Ảnh rất là Ok, chúng ta đi nhá, thân thiện nha. Hello quý vị các bạn. Đường phố đây của Thái Lan này. Rồi, chúng ta đi nhé. Hello quý vị các bạn, mình đang có mặt ở đây là Pattaya Park. Cũng không biết cái chỗ gửi xe ở đâu mà cứ anh mấy anh em cứ đi vòng vòng. Hello quý vị và các bạn. Tuấn Dương thì đang có mặt ở đây là cái khu công viên Pattaya. Công viên Pattaya Park. Họ bật đèn rồi. Thì hôm nay đến đây chơi cũng thấy có khá là nhiều cái điểm thú vị. Cái thú vị đầu tiên là hồi nãy là khi mà cái nhóm của Tuấn Dương mướn xe đó. Cái nhóm của Tuấn Dương mướn xe thì mướn xe gắn máy. Thì thực ra là mình cũng có cái license, tức là có cái bằng lái xe mà có tiếng Anh, nhưng mà mình quên, mình không có mang đi. Thế thì mình lại có cái bằng lái xe cũ. Nhưng mà cái anh cảnh sát thì anh ấy thấy mấy cái người lỡ ngớ thì anh ấy thôi lát xíu mình kể sau á. Đây cái hình đây đang rất là đẹp này. Ở đây một cái khu này không biết họ thờ cái gì. Wow. Phía trước thì đây có những các cái chú voi. Các cái chú voi nước. Đây là cái cây. Đây hình như là cây súng, hoa súng thì đấy. Ở đây có một cái cây đa rất là cao quá, rất là to, giống như là cái khu tao đàn này các bạn. Đây cũng có các cái con thú. Họ kêu là cái gì đây, hình như là nên đội nón bảo hiểm. Ở đây. Đây là cái bãi đậu xe mà không có phí. Có nghĩa là chúng ta có thể đậu xe ở đây á. Đây là free of charge, tức là không có phải trả phí. Đây là bãi đỗ xe. Đây là bãi đỗ xe không phải trả phí. Free of charge. Và người ta khuyến khích chúng ta là nên đội nón bảo hiểm 100%. Vậy thì mình là làm đúng đó. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đây giờ đây có các cái cây kia, hình như là các cái cây cây đó, cây dừa nước là hay cây cây cọ. Khu công viên bây giờ. Đây giống như là cái công viên Hồ Kỳ Hòa đó. Nhưng mà bây giờ hiện tại á, là mình không có quay được hai chơi hết nè. Tại hôm nay là 2 thôi. Chứ là mình đi giờ này là không. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu chợ ngang ngoài kia. Cái khu chợ ngang ố gì đó. Đây. Đây là hình như là chúng ta sẽ mướn đây nè. Tức là đây là có cái dịch vụ. Hello. Đó, tức là chúng ta sẽ trả phí, hình như là leo lên đó đi một vòng quanh đây. Thôi, mình sẽ lên đi, mình đi một vòng ha. Ok. Thôi, cái đấy, đi quay dưới đất thôi. Thôi, đi quay một vòng đi. Đi cái đấy là không đi được cái chợ kia đâu. Đi cái đấy đâu quay được. Đây, Water Park Funnyland. Rồi, thôi, chúng ta sẽ kia cái tòa nhà họ làm nhìn như là cái lâu đài. Ô cái cây này, cây sala đúng không? Là cây này ở đợt ở một cái chùa gì có cái cây này. Để cái nào thấy giờ cũng có cây. Họ trồng mang từ bên kia về cây sala. Rồi, thôi chúng ta sẽ đi ra ngoài kia. Giống như là con người Việt Nam mà lúa
Xin phép quý vị là Tuấn Dương kể nốt cái câu chuyện hồi nãy. Nó là khi ở Việt Nam thì cũng có cái giấy phép lái xe là có cái giấy phép lái xe mà bằng tiếng Anh, tức là license mà chuẩn quốc tế đó. Thế nhưng mà đi thì lại quên không có mang đi. Và khi mướn xe ở khách sạn thì có một cái chi tiết, đó là anh cái người nhân viên lễ tân đó, họ không có nói là họ, lẽ ra nếu mà kỹ thì họ sẽ check, họ kêu chúng ta là có license hay không, họ kêu chúng ta là có license hay không thì họ mới cho mướn xe. Nhưng mà cái anh này thì có lẽ là anh ấy rất là thân thiện, anh ấy không có hỏi là tụi bay có license hay không. Thế thì khi đi lỡ ngỡ tới ngã tư thì gặp anh cảnh sát Thái Lan, và anh này nhìn thì rất là dễ thương, đại loại là anh ấy hỏi là license đó, tức là anh hỏi giấy phép lái xe. Thì Tuấn Dương giơ cái giấy phép lái xe của Tuấn Dương ra. Cái này thì nó là cái phiên bản cũ thì nó lại bằng tiếng Việt, thì anh ấy cũng đọc được, có lẽ là anh ấy nghĩ rằng thằng này biết lái xe thì anh ấy cho đi. Thế còn Lý Hương thì giơ cái giấy phép lái xe mà có tiếng song ngữ. Cái này không đeo được à? Song ngữ thì anh ấy đọc, anh ấy nhìn thấy ở đây này có chim, chim sáo này ở Việt Nam, ở Thái Lan con sáo này nó thông minh không các bạn, nó định là nó mổ cái bịch trắng này ra để nó ăn á. Rồi xe hai tầng này thì ngoài ra Tuấn Dương còn gặp một cái điều thú vị nữa, đó là gặp một cái ba bạn hình như là học sinh chạy trên một chiếc xe gắn máy và bị anh cảnh sát anh ấy thổi rô, ngoắc rô. Thì cảnh sát Thái Lan thì Tuấn Dương thấy là họ không có làm khó, họ không có nhận hối lộ này kia nọ, đại loại thế. Và sau khi mà nhắc nhở thì họ đã cho ba em học sinh này đi. Ba bạn kia thì rất là tươi cười. Một cái điểm thú vị nữa mà Tuấn Dương thấy ở cái đất nước, một cái điểm thú vị nữa ở đất nước Thái Lan mà Tuấn Dương trải nghiệm cái ngày đầu tiên, thì thấy là có một cái rất là hay, đó là những cái xe hơi, thì khi mà xe Honda, xin khi người đi bộ qua đường hoặc là xe Honda mà qua đường đó, thì những chiếc xe hơi này họ dừng lại, họ không có di chuyển nữa. Đó, họ nhường cho mình đi, mặc dù mình ra tín hiệu là họ đi đi, thì khi họ đã dừng rồi là họ để cho mình đi á. Đó. Ở đây có một cái trò chơi gì đây các bạn ơi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ coi đến cái trò chơi này á. Cái trò này nhìn cũng hại não lắm đây. Đi đi em lên đi, anh ra ngoài anh quay vậy. Đây cô hot girl của chúng ta thì lại muốn là chơi cái trò chơi mạo hiểm này. Wow, từ trên này đi xuống à. Đó, anh ấy đang hướng dẫn. Đó, ở đây có cái anh này, anh sẽ quay phim lại luôn cho chúng ta. Đó. Đây, một người sẽ quay lại và chắc là lưu phim hoặc gì ra kia cho mình nhỉ. Nhưng mà làm sao mình đi lên chỗ? Đi ra đến kia, xong đi thang máy đi lên trên tầng. Rồi, chúng ta lại nhìn nè. Wow. Đó. Wow, anh này anh đang tạo kiểu.
Wow. Đây là chụp hình thôi chứ không phải quay. Đó. Chụp hình thôi. Mình sẽ sang mình nói với anh kia là cậu có thể ở đó, sau khi xong thì họ tháo ra. À, kìa photo. Đó, wow, photo. Đi thôi. Không, đây đi vòng đây để qua quay chỗ photo xong đi vòng ra. Wow. Đây, họ đi chơi. À, đây xong đó thì à chúng ta sẽ rửa hình sẽ ở đây á. Thôi đi. Wow, wow. Rồi, ta đi nhé. Ồ, Thái Lan họ cũng có chó này. Chuối này, cái cây chuối. Cũng khá là giống Việt Nam. À. Nhưng mà có một cái là chó ở Việt, chó ở Thái Lan thì nó gặp người nó không có sủa à. Không biết bông gì đây. Cả cây cây vạn tuế. Đây cái trò chơi này, một cái trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh đó. Cái người này người ta đang đu từ trên xuống này các bạn này. Nếu mà cái này mà có flycam mà quay thì Dân Dân nghĩ rằng cũng rất là thú vị. Đây à, đó. Wow, đó họ đang đu một cái cảm giác từ trên xuống. Và mình cũng đang tự hỏi nếu như mà cái này liệu là nó cái dây nó có vấn đề gì không á. Đó, họ đang đu xuống này. Đó, chuẩn bị tiếp đất. Wow. Trò chơi khá là mạo hiểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài nhé. Đây rất là nhiều chó đấy, họ nuôi rất là nhiều chó mà chó ở Thái Lan thì cũng không thấy có đeo dọ mõm. Chó ở Thái Lan là không có đeo dọ mõm á các bạn. Nếu mà Tuấn Dương nghĩ rằng nếu mà ở quận nhất Sài Gòn thì ông Đoàn Ngọc Hải chắc là ông ấy sẽ có ý kiến luôn á. Tại vì khách du lịch tới nhiều mà chó thì lại không có dọ mõm thì nó có thể cắn chúng ta. Đây là khu Pattaya Park Nai Plaza. Hồi nãy định gửi xe nha. Đấy, có người gửi xe nha. Nó dành cho nhân viên. Staff only. Pattaya Park. Đây là khu vực gửi xe cho nhân viên. No problem. Xíu mà không có bộ gửi xe nhân viên. Đó, có những bạn Tây mướn xe. Đây chúng ta sẽ đi lên cái chợ Nga này. Đây là chợ Nga à... Đây cái chợ Nga là Nga Ngố đấy. Ồ, chim hay là sáo đấy. Gặp rất là nhiều các cái du khách ở nước ngoài. Ồ, họ nói tiếng Nga luôn.